gì chào bạn? Okasa, vâng, tôi xin mời cô Anna lên sân khấu để chào cho các bạn. Vâng, xin mời một đại biểu nữa ạ. Vâng, bạn có ý kiến gì không? Vâng, xin mời. Xin chào. I come from Thailand. I met Lê the first time in Japan. We have a Japanese class and we study together. Today she is very beautiful, right? Yeah, you too. Yeah, smart. Yeah. Congratulations for a happy wedding today. Thank you. Vâng ạ, cô ấy nói rằng cô ấy đến từ Thái Lan và cô ấy gặp Lê ở lớp học tiếng Nhật và họ học cùng với nhau. Và hôm nay cô ấy đến đây để chúc mừng Lê và hôm nay cả hai bạn đều rất là tuyệt vời. Vâng, xin cảm ơn bạn. Vâng, và sau đây xin mời. Được quá. Vâng, xin mời bạn đến sân khấu để trao quà cho cô dâu chú rể ạ. Happy that I have met Lei 2 years ago in Japan. She is one of the happiest and the most joyful people I've ever met in my life. And I hope that their married life will be as happy as Lei's always. Thank you, and thank you for having me here, and thank you for her great family and events. Cô Grana cũng Granada cũng giống như bạn là đến từ Thái Lan, chúc mừng Lê và cô ấy cũng gặp Lê ở Nhật và cũng có một cảm giác là Lê là một người rất là dễ thương và tuyệt vời. Tuy nhiên cô ấy còn cảm ơn, còn thấy tuyệt vời hơn nữa là gia đình và bạn bè và tất cả mọi người ở đây. Cảm ơn. Vâng, thay mặt cho cô dâu chú rể xin cảm ơn các bạn đến từ nước ngoài là nơi học tập của cô dâu Thanh Lê. Và kính thưa quý vị, các anh chị và các bạn, một lần nữa thành lời cho gia đình cũng như cô dâu chú rể xin được trân trọng.